Với giọng ca ngọt ngào, trời phú, ca sĩ Dương Ngọc Thái đã và đang được đông đảo khán giả yêu dòng nhạc trữ tình quê hương mến mộ. Thương cho ai dở dang câu hò, thương cho ai lẻ loi con đò. Những câu chuyện nghề, chuyện đời sẽ được Dương Ngọc Thái chia sẻ trong Chuyện tối cùng sau. Khi mà mình hát sân khấu thì khán giả không bao giờ cho mình vô. Sau đó là động lực mà để mà Thái ngồi và làm nghề tới ngày hôm nay. Đón xem Chuyện tối cùng sau với câu chuyện của ca sĩ Dương Ngọc Thái, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.